nó hỏi A Di Đà Phật: con kính bạch thầy chủ trì chùa Khai Nguyên, con có một số điều muốn nhờ thầy hoan hỷ giảng cho con được biết. Con ở tại Kinh Môn Hải Dương, chồng con mất ngày 20 tháng 9 năm 2018 âm lịch. Từ khi mất đi cho đến 4 tuần, cho đến tuần 49, khi con dâng ban thờ mới lên thì cứ có tiếng thúc ở dưới bàn thờ, sau đó lại phát ra những tiếng nổ rất là lớn. Con có phát nguyện tụng kinh 21 ngày, được 3 ngày thì không còn nghe thấy tiếng nổ nữa. Hết 21 ngày thì con xin nghỉ, được vài hôm lại tiếp tục có những tiếng nổ lớn ngay dưới ban thờ mà nổ rất to. Con lại phát nguyện và đọc kinh xong vẫn chưa thấy yên. Vậy nên con mong thầy hoan hỷ cho con phải làm như thế nào cho được yên ổn. Con cảm ơn thầy. A Di Đà Phật. Ban thờ này, nếu như Phật tử này mua ban thờ mới thì thay cái ban thờ khác đi. Nếu như ban thờ mới, chúng ta biết có những cây gỗ. Ban thờ thì được làm bằng gì? Bằng gỗ. Có những cái cây gỗ họ lấy ở trên rừng, hoặc những cây gỗ đó thì nó có thần. Các vị thần đó là chưa bỏ cái cây đó, cho nên chúng ta mang về chúng ta thờ cũng có một cái hiện tượng là gì? Không tốt. Không phải là đồ ban thờ chúng ta đóng ấy. Thì tốt nhất là chúng ta thì làm mà chúng ta đặt ban thờ bằng gỗ mít, hay là những cái gỗ gì mà gỗ ở nhà thì nó đỡ hơn. Gỗ mít thì thường nhà trồng mà đỡ hơn. Chứ còn đóng những cái gỗ ở trên rừng ấy, thì trừ ở trong chùa chiền thì thờ cúng Phật rồi thì có hộ pháp thiện thần đến Long Bát Bộ thì không sao. Nhưng mà còn ở gia đình chúng ta mà những cái cây gỗ, những cái bàn ghế ngồi, những cái giường ngủ á, mà gặp phải cái cây mà nó gọi là nhiễm linh á, mệt lắm. Trường hợp này mệt lắm. Đây là một trường hợp có thể xảy ra. Nếu Phật tử này là cái ban thờ, nếu mà mới ban thờ mới toanh mang về để thờ á, thì có thể là do gì, cái ban thờ đó có vấn đề về cây gỗ thì đem bỏ đi. Cúng vào cái chùa nào nó ban thờ nó đẹp thì đem cúng vào cái chùa nào đó để đỡ tiếc, và để cho họ để đồ để đạc các thứ thì họ cũng chả dùng đâu, không mang lên thờ đâu, để họ để đồ để đạc các thứ thì mình mua được ban thờ khác, hơi tốn kém một chút nhưng mà thôi, cái việc đó cũng nên đó. Ngày xưa thầy có một cái trường hợp, có một cái ông cũng cán bộ nhà nước cấp khá cao, được người ta biếu một cái gốc cây. Cái gốc cây rất là quý nhé. Cái gốc cây có tạc pho tượng, cái tạc tượng, tạc tượng Quan Công. Tạc tượng Quan Công trên cái gốc cây rất quý. Họ bảo cái gốc cây này, cái gỗ cây này bây giờ nó quý lắm, nó phải hàng tỷ còn không mua được. Họ biếu mà, doanh nghiệp nó mang đến nó biếu. Thế nhưng mà từ khi để cái gốc cây đó trong nhà, mặc dù cái loại cây đó rất là tốt, nó tốt cả về mặt phong thủy, cả mặt sinh khí, nhưng mà từ khi mang cái cây đó đến cơ quan, vì là để cơ quan, không phải để ở nhà, để ở phòng làm việc cơ quan. Từ khi hôm mang đến một cái, mang đến hôm trước hôm sau một cái, cứ tới tấp, việc chả đâu vào đâu cả. Người ta cũng kiện cáo, việc nó cứ linh tanh tanh bành hết cả, từ trong cơ quan đến ở bên ngoài nó mang đến. Xong mới nhờ người đến hỏi, thầy đến xem. Thầy đến cơ quan, thầy xem thì cái chỗ ngồi không được thì quay lại chỗ ngồi. Mà cái điều quan trọng thầy nhìn ấy, vào tới cái phòng thì thấy có một cái gì đó nó không ổn. Tất nhiên cái người về phong thủy ấy, thì mình cảm được cái đấy. Có học và có nghiên cứu phong thủy mới cảm được cái đấy. Thầy đến thì cảm thấy mà cái gì không ổn rồi. Nhìn sang cái gì, cái pho tượng, mình cảm cái pho tượng này không ổn. Tôi bảo pho tượng này ở đâu? Người ta bảo mới có cái anh bạn doanh nghiệp nó mới biếu mấy tuần, nhưng từ khi mang về một cái là cứ nghe nó lục đục đó. Thế tôi bảo tôi đến tôi xem, tôi bảo không được, gốc cây này là tôi không biết nó làm bằng gỗ gì. Thì người ta bảo cái loại gỗ này rất là quý, ngày xưa chỉ có vua chúa mới được dùng thôi, chứ bây giờ nó ít lắm. Thì nó quý, anh bạn nó, cái doanh nghiệp nó quý con nó mang nó biếu. Thế tôi bảo cái gốc cây này không được, ai dùng gốc cây này cũng đều hỏng hết.
chứ không phải là tượng Quan Công hỏng mà là cái gốc cây này này. Vì nó nhiễm gì? Người ta gọi là nhiễm linh, tức là nhiễm thần đó, tức là có thần ngự đó. Ngày xưa cái cây này nó có thần ngự, mà bây giờ họ vẫn còn gì, không muốn bỏ. Cái cây đi theo, nó đi theo, cái vị thần đi theo. Chúng ta đọc Kinh Địa Tạng, chúng ta thấy thì cây có thần không? Có mà. Thần cây, thần đất, thần núi, thần đá, thần cỏ, thần đồi, thần trầm, thần lúa mạ, đầy đủ các vị thần mà. Đúng không? Đó. Đây là Phật nói chứ không phải là tôi nói nhé. Phật nói trong Kinh Địa Tạng đó, có các vị thần. Vậy cái gốc cây đấy có thần, gọi là cây nhiễm thần. Thế tôi bảo thôi làm cái lễ, đem đi mà trả về rừng đi. Thế tôi bảo là ai dùng cũng sẽ bị họa, vì họ không muốn ai dùng cả. Thì bảo là mang cúng lên chùa Tản Viên. Tôi bảo không, chùa Tản Viên thầy không dùng, bởi vì thầy biết là cái trường hợp này họ cũng không muốn ở chùa luôn, họ chỉ muốn sống tự do ở ngoài. Thế bây giờ chẳng khác gì một vị làm quan, một vị quan nào không muốn đi chùa, mà tôi cứ họ muốn chỉ muốn đến chùa chơi thôi. Nhưng tôi lại bắt họ đến chùa để tu cạo tóc cho họ thì chết toi tôi còn gì nữa. Đó. Cho nên tôi bảo trường hợp này không, cũng không mang đến chùa Tản Viên. Thế bảo bây giờ thầy phải làm thế nào? Tôi bảo được, thôi làm cái lễ thì đem đi đi vào rừng vị này. Nhưng mà họ bảo cái gỗ này là hơn 1 tỷ thầy ạ. Thế đem bán để làm từ thiện có được không? Tôi bảo không được, bây giờ đem bán người nào mua người đóng chết, làm cho người ta chết thì không được. Thì bảo là không thể được, bán đi làm từ thiện cũng không được, bán đi cúng chùa cũng không được. Mà ai mà dùng cái tiền đó thì cũng mang họa vào thân. Mà cái người bán cho cái người dùng họ họa, cho nên tốt nhất là gì? Thôi, họ đem về rừng. Thế là thầy vào làm lễ mang lên trên chân núi Tản Viên đó. Chưa đến núi Tản Viên đó, ở dưới K9 đó. Để cho cái quả đồi đối diện cái chỗ K9 đi vào một cái đường cũ một tí. Làm lễ đúng 10 giờ đêm. 10 giờ đêm cho đến làm lễ xong đến 11 giờ đêm thì mới về. Lọ mọ trên đấy đang làm lễ, cái có cái ông nó ra nó xoay đèn pin, nó bảo ai đấy? Thầy bảo tôi. Hỏi tôi là ai? Bảo thầy Thịnh ở trên chùa Tản Viên. Thầy đêm hôm khuya khoắt bây giờ thầy mới còn đây. Và thầy đã có việc tâm linh chút. Thế thì thôi đi về. Đấy, làm lễ cho người ta xong một cái này êm ngay. Mọi chuyện cũng êm ngay. Công ty cũng êm mà vị đó cũng êm. Thỉnh thoảng vẫn đi lên chùa để lễ tạ ơn, lễ tạ. Đấy. Cho nên cái chỗ đồ thờ bằng gỗ chúng ta đừng có nghĩ là gì là sạch hết nhá. Đặc biệt là cái gỗ trên rừng. Đấy. Đặc biệt gỗ trên rừng. Mang về để làm, để chấn, để yểm hay các thứ gì gì đó mà gặp cái cây gỗ có linh ấy, tức là có vong ấy, có vong thì nó phá ra cũng chết, mà có linh tức là có thần ấy, thì chúng ta còn khổ nữa. Mà vị thần nó mà không muốn ở gia đình chúng ta thì mệt lắm. Cho nên chơi bời đồ phong thủy hay cái gì gì đó cũng phải cẩn thận. Cái trường hợp này đấy thì khuyên có thể là gì, nếu mà do thần ấy, sợ do thần ấy, ban thờ mới đổi ấy, thì đem gì, đem cúng vào trong chùa đi, hay ra trong đình đền đấy, cho họ để đồ để đạc đó. Sau rồi nhờ các thầy làm cái lễ để tiếp nhận cái đó, hoặc là nhà đền ấy, họ làm cái lễ cúng vào đền, nhà đền nó làm lễ họ tiếp nhận cái đó, thỉnh cái ban thờ mới. Còn nếu cái ban thờ này mà cũ ấy, từ trước đến nay rồi, thờ lâu rồi ấy, thì cái trường hợp này do chính cái vong linh. Chính cái vong linh của gia đình. Họ chưa được giải thoát, chưa được đi đầu thai. Họ đang ở đó cho nên phải phát nguyện tụng kinh Địa Tạng 100 ngày cho họ. Tụng kinh Địa Tạng 100 ngày, nhất tâm mà tụng 100 ngày cho họ thì sẽ yên thôi. Đây trường hợp này thầy trả lời và hướng dẫn như vậy.